Đó trình tiếng Anh khủng của các hoa á hậu Việt, Mai Phương Bảo Ngọc không ai chịu thua ai khi sở hữu IELTS 8.0. We still celebrate Tet holiday. We still eat traditional food. And a deadlift weapon. Thank you. Lương Thủy Linh chuyển nàng hậu tài sắc vẹn toàn. No doubt that our judges did and will enjoy many mesmerizing performances from other candidates. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, tân Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những người đẹp có trình độ tiếng Anh rất tốt tại cuộc thi. Với trình độ IELTS 8.0, người đẹp 9X Đồng Nai đã xử lý siêu 10 câu hỏi ứng xử của top 2 cuộc thi bằng tiếng Anh, khiến ban giám khảo khán giả ngưỡng mộ. Trong quá khứ, tân Miss World Việt Nam 2022 còn đạt được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh vào năm 2017-2018. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chân dài sinh năm 1999 đã đạt được kết quả IELTS 6.5 vào năm lớp 11. Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, sinh năm 2001 và là sinh viên khoa quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và có màn trả lời bằng tiếng Anh trong phần thi ứng xử vô cùng trôi chảy và lưu loát. Những người hâm mộ từng xem Bảo Ngọc thi đấu trong phần thi Head to Head Challenge đều rất khâm phục chân dài 10X bởi lối diễn đạt tốt, nói chuyện và suy nghĩ rất thông minh. Bên cạnh đó, tại phần thi tài năng của Miss World Việt Nam, nàng á hậu sinh năm 2001 cũng thể hiện tài tiếng Anh cực gắt của bản thân để thuyết trình về chủ đề vượt lên định kiến và khẳng định bản thân. Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hoa hậu Lương Thùy Linh ngay khi mới đăng quang đã khiến công chúng choáng váng bởi sự thông minh và trình độ tiếng Anh rất cư. Trong quá khứ, chân dài sinh năm 2000 từng làm trợ giảng cho giáo viên nước ngoài và dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia tại Miss World Việt Nam 2019. Hoa hậu Hoa Lương đã phô diễn tài tiếng Anh cực đỉnh của bản thân trong phần thi Head to Head Challenge, thậm chí đến cả Miss World 2018. Vanessa Pons còn không tiếc lời khen ngợi Thùy Linh sau khi cô nghe nàng bán tiếng Anh với trình độ IELTS lên đến 7.5 và nhiều giải thưởng tiếng Anh khác. Cách phát âm và diễn đạt của nàng hậu được công chúng đánh giá cao. Nàng hậu còn đăng lên trang cá nhân để chia vui với người hâm mộ khi nhận được thông báo tốt nghiệp trường đại học ngoại thương với tấm bằng loại xuất sắc. Thành tích này khiến pha sắc đẹp phải suýt xoa vì độ tài sắc vẹn toàn của mỹ nhân gốc Cao Bằng. Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Á hậu 1 của đấu trường sắc đẹp Miss Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh, ngay từ khi đăng ký tham gia cuộc thi, đã nhận được sự chú ý không hề nhỏ của khán giả nhờ thành tích học tập, trình độ tiếng Anh đáng nể. Trong đêm chung kết cuộc thi, khả năng trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp của người đẹp nhận được sự yêu thích của mọi người. Năm 2014, Phương Anh trở thành thủ khoa đầu vào khối song ngữ với số điểm lên đến 49/50 của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Chân dài sinh năm 1998 cũng gặt hái nhiều thành tích cao về tiếng Pháp trong các kỳ thi lớn. Á hậu 1 Miss Việt Nam 2020 có tới 2 chứng chỉ ngoại ngữ đạt điểm cao là IELTS 8.0 và DEF C1 của tiếng Pháp tương đương với IELTS 8.0. Không những thế, trong những năm học đại học, mỹ nhân sinh năm 1998 còn đạt cả học bổng toàn phần ở trường đại học OMIT, từng thi đậu trường đại học ngoại thương với số điểm 25.75. Đăng quang ngôi vị á hậu 1, Phạm Ngọc Phương Anh đã chứng minh vẻ đẹp của tri thức khi có màn thi ứng xử song ngữ đầy thuyết phục. Với sự tài sắc vẹn toàn này, khán giả hy vọng mỹ nhân gốc Sài Thành sẽ được đại diện Việt Nam đi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Á hậu Thúy Vân. Tại cuộc thi Miss International 2015 được tổ chức tại Nhật Bản, Thúy Vân đã khiến cộng đồng mạng Việt được một phen phỏng mũi vì quá tự hào khi cô khoe tài tiếng Anh trong phần thi ứng xử với trình độ tiếng Anh trôi chảy cùng tài diễn thuyết thông minh. Màn thi ứng xử của người đẹp sinh năm 1993 đã lọt top những câu trả lời hay nhất thế giới vào năm 2015. Vốn được gia đình đào tạo khả năng tiếng Anh từ nhỏ nên ngay từ khi học lớp 10, Thúy Vân đã có được chứng chỉ TOEFL IBT đạt 102/120 điểm. Bên cạnh đó, chân dài 9X còn có khoảng thời gian làm MC song ngữ trên kênh truyền hình và thường xuyên nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh để cải thiện trình độ ngoại ngữ. Những người đẹp tài sắc vẹn toàn đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi sắc đẹp như Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh sở hữu trình độ tiếng Anh siêu đỉnh khiến khán giả ngưỡng mộ mãi không thôi. Qua đây công chúng lại càng trở nên ngưỡng mộ họ hơn bởi tài năng và nhan sắc cùng với học vấn xuất sắc.